À, cái này hàng bữa nay đi nha các bạn. Bữa nay họ tới lấy trễ trời mưa. Hiện tại đang còn hai cái thùng nha, anh khách mới cọc nha. Hai cái tủ nữa. Thì mình sẽ gói luôn trong trong bây giờ luôn nha để cho kịp. Kịp khoảng 7 giờ họ tới lấy, xe tải tới lấy. Rồi mai rảnh mình đi bãi. Là bữa nay ra đi bốn cái thùng, bốn cái tủ nhôm. 1 2 3 4 5 6 à. Đây. Đây là một cái đơn của anh khách nha. Anh khách quen. Thì cái bộ này á, mình để nguyên như vậy mình bán là 650 nha, 650. Đó, là luôn cái bệ nhôm để kéo lên xuống nè. Còn anh khách này thì không lấy cái kiểu như vậy thì mình sẽ tháo ra. Mình tháo ra thì mình bán rẻ 450 nha. Nhưng mình cũng không biết là giữ lại hai cái này để làm gì các bạn. Bán kiểu này tự nhiên bán vốn kiểu này chết rồi. Ok, cơ bản là 450 nha các bạn. Mình bán nhanh, mua nhanh bán nhanh nha. Đó. Có cái cô check cái tự nhiên cái giờ muốn mình đang đặt cái chân trống các bạn, cái chân trống của cái máy quay á để mình đặt để mình quay, nhiều khi quay clip cho các bạn coi. Hàng xịn nha. 12V của Bose nè. Cái này khách nào chế trợ lực xe điện thì thôi bá cháy khỏi bàn nha. 12V. Chế trợ lực xe điện nha. Bây giờ phải làm lẹ các bạn. Khoảng 7 giờ chưa ăn cơm luôn đói. Nhưng phải làm lẹ 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 tay xíu. Chết. Ốc này cứng dữ ta. Ô ra, ra. Làm lẹ tay để cho kịp hai cái thùng. Cho đi luôn chuyến. Mai mình đi bãi cho nó nhẹ nhàng. Không có vướng víu. Tự nhiên con ốc xong mà ghê vậy, cứ ngắt. Các bạn thấy này, cái này nó kéo cái một tấm kính cường lực. Cuối cùng cái bãi này về các bạn, mấy cái cửa này xả ra hết nha, kính cường lực cũng có người mua nha. Có cái anh kia mua hết kính cường lực luôn, không biết ảnh làm dung kính này sao. Kính ngon quá anh lấy hết, anh lấy kính cường lực. Mỗi người lấy món các bạn. Mình lấy cái này 450 à, tính ra là lời chưa tới 100. Sợ không lời các bạn. Nhưng mà mình thu vốn nha. Tại vì công cán đủ thứ các kiểu. Phí ship nữa. Ủa, ra hết rồi mà. Sao cứng rồi ta, cái này nó chặn lại các bạn, nó chặn lại nó cứng nè. Bữa mình mở sao quên nè, bữa mở sao quên mất tiêu, nó chặn lại cứng ngắc rã này quá. Nó chặn lại cứng ngắc đâu có, để thử coi. Được. Ở đây còn mấy ngọn ốc. Đây là một quyết định không xin lời. Quyết định này quá ngon. Đó, cho nên các bạn trong cuộc sống có nó cái may với cái rủi nó song song, nó song song với nhau. Có những quyết định mình sai lầm nhưng mà có những cái quyết định mình rất là ok cái này. Còn cái này chắc bán vốn thì chắc cũng được, không đến nổi. Cơ bản nhà mình đã quá chật, cái kho này mình thuê nó quá chật các bạn. Đó ra này nha.
Thì một bộ như vậy nè, không 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 lấy cái bo này, cái bo này mình để lại mình cũng biết làm gì, nhưng mà cơ bản mình bán cho khách nhẹ tiền thôi. Ủa, cái kéo mới đóng gói đây đâu ta? Ngủ gì? Hàng bao sống bao xài nha, cắt ngang cho nó lẹ. Cơ bản khách chỉ cần xài như vậy thôi các bạn à. Nhiều nguyên khối. Ở bạn thấy giảm tốc không? Nhông thép. Bán luôn bộ xích nha các bạn. Còn cái này thì để bán ve chai. Đây còn con đó các bạn. Mở thêm hai cái mũi này nha, hai cái mấy ốc này nữa là xong nha. Là mình bán một cụm như vậy luôn. Sợi dây xích, sợi dây xích này các bạn lấy cái con cái nhông xích sinh sinh cam á, là được nha. Nhông xích sinh cam á 450k một bộ như vậy, một cụm động cơ Boss Germany. Boss này Boss của Germany nha, chứ không phải là của China nha. Boss Germany, Boss còn rất là mới, bao xài bao chạy. À, còn này thì mình cho qua một bên, bán hai giá như vậy nha, cho nó lẹ. 650 thì mình để vậy, bán nó chậm, nó chậm cho nên khách nào muốn mua thì mua cái giá nào cũng được. Ủa là sao ta? Mấy con ốc của Đức này nó mệt lắm ạ. Nó không theo chuẩn nào hết trơn á. Nhiều khi cũng phát hỏa cho nó. Nó không có cái nào mà vừa hết. Thôi chắc tặng tặng ảnh luôn cái cục này quá. Nó bị cái gì vậy? Thôi gói luôn nha, gói luôn cho nó nhanh. 450k cộng tiền ship nha các bạn, cộng tiền ship nha.